cam kết về y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 trên toàn cầu, cam kết với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và sự ủng hộ về thuế tối thiểu toàn cầu. Đây là ba kết quả nổi bật của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 sau hai ngày họp tại thủ đô Roma, Italy. Trên lĩnh vực y tế, tuyên bố chung tại hội nghị khẳng định G20 cam kết nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận kịp thời, bình đẳng và bao trùm đối với các loại vaccine, phương pháp điều trị và chẩn đoán cho các nước có thu nhập trung bình và thấp, đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm sau. Về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, Hội nghị tái khẳng định cam kết khống chế mức tăng nhiệt độ trái đất ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nước G20 khẳng định nỗ lực huy động 100 tỷ đô la Mỹ trên một năm đến năm 2025 để hỗ trợ các nước đang phát triển tích cực huy động các nguồn tài chính công và tư để hỗ trợ phát triển năng lượng xanh, bền vững và bao trùm, sớm chấm dứt việc tài trợ cho việc sản xuất điện từ than. Trên lĩnh vực kinh tế, hội nghị ghi nhận bước tiến lịch sử khi các nước G20 đều thể hiện sự ủng hộ rộng rãi và xuyên suốt về mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với các công ty đa quốc gia. Với những kết quả đạt được như trên, hội nghị được đánh giá thành công trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương thúc đẩy cộng đồng quốc tế chung tay ứng phó với những vấn đề đã và đang đặt ra những thách thức thực sự đối với tương lai nhân loại